Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình khuyến công quốc gia đã góp sức đáng kể vào phát triển công nghiệp nông thôn của cả nước, từ đó thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới. Trong giai đoạn 2014-2018, hơn 1.000 tỷ đồng phục vụ công tác khuyến công trong cả nước đã được phê duyệt để đào tạo nghề, truyền nghề, nâng cao tay nghề cho hơn 18.000 lao động nông thôn, nâng cao năng lực quản lý cho hơn 10.000 học viên tại các cơ sở công nghiệp nông thôn thông qua các lớp đào tạo nâng cao năng lực cán bộ quản lý, điều hành, đào tạo nâng cao nhận thức và khả năng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và áp dụng công cụ nâng cao năng suất chất lượng. Hoạt động khuyến công đã giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn có được hướng đầu tư đúng, hiệu quả, mở rộng sản xuất kinh doanh, gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và ngoài nước, giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển bền vững, từng bước hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động khuyến công vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục, một số nội dung trong văn bản quy phạm pháp luật vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể. Là nếu như chúng ta chỉ quan tâm khuyến công như là những nội dung đầu vào để tạo ra hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhưng chúng ta không quan tâm đến cái khả năng tiếp cận thị trường, khả năng thương mại hóa của các sản phẩm của công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ở địa phương cũng như của làng nghề, và đặc biệt trong bối cảnh chúng ta hội nhập thì chúng ta không thể thành công được. Và vì vậy thì chúng tôi cho rằng cũng tương tự như vậy thì các cái chính sách của nhà nước để quan tâm phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp phải đi tiếp vào những giai đoạn sau. Có nghĩa là gì? Các cái 7 cái tiểu mục quan trọng của khuyến công quốc gia bao gồm cả về chuyên nghề, đào tạo, dạy nghề, rồi thì giới thiệu công nghệ và ứng dụng công nghệ, rồi nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, rồi đổi mới quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng suất lao động hơn, phải được kết nối tiếp tục với những chương trình hỗ trợ khác của chính phủ, đặc biệt là các cái chương trình tín dụng mà tôi cho rằng cần có cơ chế ưu đãi để hỗ trợ cho các dự án để tiếp tục phát triển các cái hoạt động của công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và của làng nghề ở tại địa phương. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, chương trình khuyến công quốc gia sẽ chú trọng nâng cao năng lực tư vấn phát triển cho công nghiệp nông thôn của các tổ chức dịch vụ công, đảm bảo xây dựng kế hoạch khuyến công hàng năm đúng thời hạn, có chất lượng, thực hiện thành công trên 30% đề án khuyến công quốc gia giao cho các địa phương. Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2030 đã được Bộ Công Thương xây dựng với định hướng chú trọng phát triển công nghiệp nông thôn theo chiều sâu, góp phần tạo bước đột phá trong nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở các địa phương.